Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Vui phát sóng hàng tuần trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp một băn khoăn, thắc mắc của rất nhiều các bậc phụ huynh, đó là làm thế nào để con em của chúng ta được tăng chiều cao vượt trội. Và với câu hỏi này thì chúng tôi đã mời tới trường quay chuyên gia Lê Thị Hải để đem đến cho quý vị và các bạn những kiến thức thực sự hữu ích để giúp cho chúng ta hiểu biết hơn trong quá trình chăm sóc con em của mình đạt được chiều cao tối ưu. Xin được chào chuyên gia Lê Thị Hải. Vâng, xin chào MC Mỹ Vân. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Vui. Trước khi cùng trò chuyện với chuyên gia Lê Thị Hải, mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của chương trình. Con trai tôi năm nay 13 tuổi, cháu đang bước vào giai đoạn dậy thì. Tôi được biết đây là giai đoạn vàng để con phát triển chiều cao tốt nhất. Cho nên tôi đã cố gắng khuyên con, cố gắng tập luyện thể thao như đạp xe đạp hay là đi bơi để con có thể phát triển được chiều cao tối đa nhất. Nhưng do dịch bệnh nên mấy tháng qua cháu không được ra ngoài tập luyện nên tôi rất là lo lắng. Tôi rất muốn chuyên gia của chương trình tư vấn giúp tôi về phương pháp nào tăng chiều cao nhanh cho con để con có thể phát triển chiều cao tối đa trong giai đoạn dậy thì này. Thưa chuyên gia Lê Thị Hải, có những yếu tố nào tác động tới việc tăng chiều cao của trẻ và ở những lứa tuổi như thế này thì trẻ cần được chăm sóc như thế nào? Câu hỏi đặt ra ở đây như vậy thì cái chiều cao ấy nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Thì đầu tiên phải nói là yếu tố di truyền cũng là một cái yếu tố quyết định. Nhưng mà thực ra ấy, thì yếu tố di truyền đối với những cái đất nước còn đang phát triển, những đất nước chúng ta ấy, thì yếu tố di truyền chỉ đóng góp khoảng 23% thôi. Cái yếu tố thứ hai rất là quan trọng đó chính là yếu tố dinh dưỡng, nó đóng góp tới 32%. Thế rồi cái vấn đề về giấc ngủ cũng đóng góp đến 20%. Ngoài ra những cái yếu tố còn lại thì ví dụ như là về môi trường sống này, về vấn đề vận động tập luyện thể thao này, rồi về vấn đề mà tăng cường sức đề kháng cho trẻ này, cái thứ vân vân. Nhưng phải khẳng định rằng trong tất cả các yếu tố tăng chiều cao đó thì yếu tố dinh dưỡng vẫn là yếu tố quyết định nhất. Đấy, bởi vì chúng ta thấy thực tế là trẻ em mà được bố mẹ quan tâm đầy đủ đến chế độ dinh dưỡng thì chắc chắn là có sẽ chiều cao tốt hơn. Thế cho nên là theo tôi thì yếu tố dinh dưỡng là yếu tố quan trọng và chúng ta cũng có thể dễ dàng tác động nhất để giúp trẻ tăng chiều cao một cách tối đa. Như những gì mà chuyên gia Lê Thị Hải vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là dinh dưỡng chiếm một cái vị trí rất là quan trọng, tới 32% những cái tác động mà khiến cho trẻ có thể có được cái chiều cao mong muốn. Vậy thì chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng cho trẻ như thế nào và đâu là những dưỡng chất thiết yếu mà cha mẹ cần phải quan tâm ạ? Những cái chất dinh dưỡng nào mà giúp cho trẻ bắt đầu tăng tốc cái vấn đề chiều cao thì thứ nhất đầu tiên nói về chế độ ăn hàng ngày thì đầu tiên em bé của chúng ta phải được cung cấp đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng chính. Thứ nhất là chất đạm này, thứ hai là chất béo này, thứ ba là chất carbon hydrat và thứ tư đặc biệt ở đây là các cái vitamin và khoáng chất. Thế nhưng mà trong cái nhóm vitamin và khoáng chất ấy, thì lại cũng có những vitamin và khoáng chất nó đặc biệt ảnh hưởng đến chiều cao rất là nhiều. Thì phải nói hàng đầu đó là canxi. Bởi chúng ta được biết là canxi thì 99% là canxi tập trung ở xương và răng, 1% lưu hành ở trong máu cũng như là các cái tế bào khác trong cơ thể thôi, nhưng mà nó cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cái thứ hai nữa là canxi thì quan trọng như thế rồi, nhưng để hấp thu được vào canxi vào trong cơ thể cũng như là đưa canxi được nới đến nơi cơ thể của chúng ta cần thì em bé lại cần những cái vi chất dinh dưỡng khác rất là quan trọng, đó chính là vitamin D3 và MK7. Thế thì theo nghiên cứu, rất nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng nếu như chúng ta chỉ bổ sung một mình canxi không á thì canxi chỉ hấp thu vào trong cơ thể và đưa được đến nơi cơ thể của chúng ta cần là chỉ khoảng 10% thôi. Chứ nhưng mà có vitamin D3 nữa thì cái lượng canxi được hấp thu vào trong cơ thể cũng như là được đưa đến xương hay là đến những nơi cơ thể của chúng ta cần cũng chỉ khoảng 40% thôi. Thế chính vì vậy cho nên chỉ khi nào mà chúng ta kết hợp được cả ba cái vi chất dinh dưỡng là canxi, vitamin D3 và MK7 thì mới là một cái kết hợp hoàn hảo nhất và đưa canxi đến nơi đúng nơi cơ thể chúng ta cần. Thế thì bên cạnh ba cái vi chất dinh dưỡng này thì chúng ta biết là cái cấu tạo hệ xương của em bé của chúng ta nó còn cần rất nhiều các vitamin và khoáng chất khác nữa. Tôi lấy ví dụ như trong cái cấu tạo hệ xương này còn cần có collagen này, làm cho xương nó chắc khỏe hơn này, dẻo dai hơn này. Thế rồi trong đấy đây nó còn có nhiều rất nhiều những cái vi chất dinh dưỡng khác như là nào thì magie này, boron này, silic này, mangan này. Thế rồi đặc biệt là ví dụ như đến cái giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì là cái giai đoạn mà cái xương nó dài ra rất là nhanh thì lại cần cái dưỡng chất là chondroitin, là cái dưỡng chất nó làm cho cái sụn tiếp hợp dài ra nhanh hơn này. Thế rồi lại cần cả cung cấp DHA thì DHA nó tác dụng tăng cường cái vấn đề chuyển hóa canxi cũng như nó làm tăng cái khối lượng xương. Thì đấy là những cái vi chất dinh dưỡng chúng ta cần phải bổ sung. Mà nếu như trong chế độ ăn hàng ngày ấy mà chúng ta không thể cung cấp được đầy đủ những vi chất dinh dưỡng này thì chắc chắn là chúng ta cần phải bổ sung thêm
từ những cái thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giúp cung cấp cho em bé của chúng ta đầy đủ những dưỡng chất đó. Và chỉ khi nào mà được cung cấp đầy đủ những dưỡng chất như tôi nói ở trên ấy thì nó mới giúp cho em bé tăng chiều cao một cách tối ưu nhất. Vâng, như vậy thì chuyên gia đã tư vấn cho các bậc phụ huynh là để có thể đạt được cái chiều cao tối ưu cho trẻ thì chúng ta cần phải sử dụng bộ ba kết hợp gồm có canxi nano này, vitamin D3 và MK7. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tìm được cái bộ ba này một cách hiệu quả nhất, an toàn nhất và đạt được cái tác động tối ưu ạ? Thế thì một cái điều là chúng ta đều biết là chế độ ăn uống hàng ngày thì không thể nào mà cung cấp được đủ các cái vi chất dinh dưỡng như là cơ thể của chúng ta cần. Hiện nay trên thị trường ấy thì có rất là nhiều các cái sản phẩm bổ sung để tăng chiều cao cho trẻ. Nhưng mà khi lựa chọn sản phẩm thì các bậc phụ huynh, nhất là các bà mẹ của chúng ta ấy, thì nên quan tâm chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm. Thứ nhất là chứa bộ ba canxi, ở đây phải là canxi nano, thì cái tỷ lệ hấp thu của nó là gấp 200 lần so với canxi thông thường. Thứ hai là đi kèm phải có vitamin D3 và MK7. Thì cái tác dụng của nó thì tôi đã phân tích rất kỹ ở trên rồi. Ngoài ra thì trong sản phẩm cần phải bổ sung thêm những cái dưỡng chất khác để giúp cho trẻ phát triển chiều cao. Ví dụ như là bổ sung thêm nào thì là DHA này, choroetin này, rồi carbon, silic, magie. Tóm lại là bổ sung đa vi chất dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa là lựa chọn sản phẩm. Đây là chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm nó phù thuộc hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Chọn cái sản phẩm mà nó làm sao mà cái ngay cả cái dạng bào chế nó cũng rất dễ phù hợp với em bé. Ví dụ như em bé còn nhỏ thì chúng ta dùng cái dạng cốm. Em bé đã lớn lên rồi, ví dụ như trẻ bắt đầu đến tuổi từ 10 tuổi trở lên chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng dạng viên thì thuận lợi lên cho cháu. Và đặc biệt là từng cái dạng sản phẩm khác nhau như vậy thì cái hàm lượng nó cũng khác nhau theo từng lứa tuổi. Như vậy thì nó sẽ phù hợp với sự phát triển sinh lý của các cháu. Cụ thể ở đây thì ví dụ như là với em bé của chúng ta từ bắt đầu từ 6 tháng tuổi cho đến khoảng 4 tuổi thì chúng ta biết là đặc điểm ở cái lứa tuổi này ấy, thì thứ nhất là em bé của chúng ta cái hệ miễn dịch còn đang rất là non yếu. Đấy. Cho nên em bé rất là hay ốm. Chính vì vậy ngoài cái nhóm mà bổ sung các cái dưỡng chất giúp cho trẻ phát triển chiều cao đó là vitamin D3, canxi nano và MK7. Đấy, rồi cũng chứa các cái dưỡng chất như boron, silic, mangan các thứ vân vân ấy, thì cái nhóm dưỡng chất này còn chứa thêm một cái nhóm dưỡng chất tăng cường sức đề kháng cho trẻ, đó là có chứa immun alpha và cholesterol. Thế rồi tiếp theo đến cái giai đoạn từ 4 tuổi cho đến 9 tuổi, cái nhóm tuổi này là cháu bắt đầu đến trường đi học, thì các cháu lại cần thêm những cái dưỡng chất để giúp cho phát triển trí não cũng như là do phát triển thị lực, đó là DHA, đó là taurin, đó là cao blueberry. Thế thì tiếp tục thì chúng ta biết là cái giai đoạn cuối cùng mà để tăng tốc chiều cao đó chính là cái giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì. Nó rơi vào khoảng tuổi từ 10 cho đến 18 tuổi là cái giai đoạn mà em bé chúng ta tăng chiều cao rất là nhanh, thì các cháu lại cần bổ sung cái hàm lượng canxi cao hơn, bởi vì ở cái lứa tuổi này đến cái lứa tuổi vị thành niên này rồi thì các cháu cái nhu cầu về canxi là cao hơn ở cái lứa tuổi trước, cho nên hàm lượng canxi cao hơn, hàm lượng vitamin K2 cao hơn, cũng vẫn là canxi nano, và đặc biệt ở đây thì có bổ sung thêm một cái dưỡng chất là choroetin. Thì chúng ta biết là choroetin là một cái dưỡng chất mà nó giúp kích thích cái sụn tiếp hợp, nó phát triển nhanh cái sụn ra, và khi canxi được gắn vào cái sụn này thì cái sụn nó chuyển thành xương và làm cho cái chiều cao của cháu tăng vượt trội. Thế chính vì vậy cho nên là khi lựa chọn sản phẩm cho con để tăng chiều cao thì các quý vị cũng nên lưu ý đến, thứ nhất là cái thời điểm nào chúng ta nên chọn sản phẩm nào, và thứ hai là chúng ta nên chọn cái sản phẩm mà nó có phù hợp với từng lứa tuổi, nó về liều lượng cũng như là cách sử dụng, thì tôi nghĩ là đấy là một cách tăng chiều cao một cách vượt trội và nhanh nhất. Xin cảm ơn bác sĩ. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fiptin là giải pháp dinh dưỡng hiệu quả giúp trẻ tăng chiều cao tối đa, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, cải thiện và hạn chế tình trạng còi xương, gãy xương và hư hỏng răng với bộ ba canxi nano, D3, MK7. Đặc biệt, MK7 nhập khẩu từ Nhật Bản giúp hấp thu canxi vào tận xương, tránh tác dụng phụ do việc bổ sung canxi gây ra, giúp trẻ phát triển chiều cao tối đa. Bộ Fiptin với thành phần ưu việt toàn diện, bộ ba canxi nano, D3, MK7 cùng đa dạng các dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển chiều cao của trẻ, cho xương chắc khỏe, dẻo dai. Bộ Fiptin được khuyên dùng cho trẻ từ 6 tháng đến 18 tuổi với các dạng bào chế phù hợp cho từng độ tuổi. Cụ thể, Fiptin hộp 20 viên uống dùng cho trẻ từ 9 tuổi trở lên, đặc biệt là giai đoạn dậy thì. Pre-Fiptin 2 và Pre-Fiptin 3 hộp 20 gói cốm dùng cho trẻ từ 6 tháng đến 9 tuổi. Fiptin giúp trẻ tăng chiều cao tối đa, nên sử dụng lâu dài, kết hợp với chế độ dinh dưỡng đúng và đủ, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc để đạt hiệu quả cao nhất. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và phân phối tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Nhờ sự tư vấn của chuyên gia chương trình mà tôi đã hiểu được muốn tăng chiều cao cho con thì cần phải bổ sung bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7 cùng với chondroitin và đa dạng các dưỡng chất thiết yếu, và tôi cũng đã mua về cho cháu sử dụng. Sau vài tháng sử dụng, chiều cao của con tôi đã cải thiện rất là rõ rệt,
và cháu đã cao lên được 6cm. Cháu cũng đã tự tin hơn và không còn rụt rè như trước nữa. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng của chương trình Sống Vui đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu như vẫn còn thắc mắc, quý vị hãy gọi điện tới tổng đài của chúng tôi với số 1800 558889 hoặc số hotline 0896 509 509. Ngoài ra cũng có thể gửi thư về hòm thư sốngkhoe@bacsitưvấn.vn. Chi tiết hơn tham khảo tại website bacsitưvấn.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bao hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.